Like it's a handful, friends, they are hurt you. Learn that from
Đà Lạt. Giờ tụi mình đang chuẩn bị về. Nói chung là đợt này đi chơi cũng không quay clip nhiều do tụi mình đi nghỉ kiểu như giải trí là nhiều. Nổi mụn rất nhiều, bệnh rất nhiều. Nói chung thì Đà Lạt bây giờ thứ hai cũng khá vắng. Nói chung bây giờ là mùa mưa Đà Lạt nó là mọi người đi chơi thì hạn chế đi cái tháng này. Mái góc này cao quá. Ok. Fuck Madonna. He fuck Madonna. Fuck Madonna. He fuck Madonna.